Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử ca sĩ Hồ Lệ Thu. Hồ Lệ Thu là một ca sĩ khá nổi tiếng trong làng âm nhạc Việt và hải ngoại ở thập niên 1990. Những ca khúc làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ như Dấu Yêu Ngày Xưa, Con Tim Dài Khờ, Để Ta Say. Mỗi khi lên sân khấu, giọng ca của cô cất lên làm tan chảy biết bao con tim yêu âm nhạc. Hồ Lệ Thu, tên thật là Tào Thế Lệ Thu. Mặc dù khá thành công trong sự nghiệp âm nhạc, nhưng chuyện tình cảm của nữ ca sĩ đã không được may mắn. Cuộc đời của cô trải qua biết bao nhiêu sóng gió cùng với ba cuộc hôn nhân. Hồ Lệ Thu sinh năm 1973. Dù đang ở độ tuổi xế chiều nhưng cô vẫn giữ nét tươi trẻ hơn bao giờ hết. Hồ Lệ Thu quê ở Hà Nội, khi cô khoảng 2 đến 3 tuổi, ba mẹ cô chuyển vào Sài Gòn sinh sống và nữ ca sĩ lớn lên ở đó. Hiện tại, Hồ Lệ Thu đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Cô vẫn duy trì hoạt động ca hát sau khi qua Mỹ. Ở đó, giọng ca Dấu Yêu Ngày Xưa được trung tâm Thúy Nga mời cộng tác. Về sự nghiệp của ca sĩ Hồ Lệ Thu. Sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Hồ Lệ Thu đã gặt hái được không ít thành công. Lên 10 tuổi, Hồ Lệ Thu được tham gia vào nhà văn hóa thiếu nhi quận Nhất. Ngay từ khi còn tiểu học, danh ca hải ngoại đã thắng rất nhiều giải thưởng về ca hát. Ở độ tuổi trung học, Hồ Lệ Thu tham gia một băng nhạc nghiệp dư ở trong trường. Tại đây, nữ ca sĩ bắt đầu đi hát mọi nơi để làm quen với sân khấu và trao dồi khả năng âm nhạc. Năm 1991, Hồ Lệ Thu giành vị trí thứ 2 trong cuộc thi lớn ở Sài Gòn. Cụ thể, cô tham gia vào cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Kể từ đây, cô chính thức dành thời gian để tập trung vào đi hát. 7 năm sau, Lệ Thu cùng với Kỳ Phương và Thúy Uyên lập ra nhóm nhạc Stechno. Nhóm nhạc của cô đã góp mặt trong chương trình Làn Sóng Xanh đầu tiên. Năm 1999, ngoài lĩnh vực ca hát, Hồ Lệ Thu đã lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Một số bộ phim có sự góp mặt của cô như Cánh Cửa, Cuộc Đời, Đất Lạ, Lòng Xích Lô, Đâu Phải Vợ Người Ta, Về Nhà Ăn Tết Đi Con. Năm 2000, nữ ca sĩ sang Pháp định cư, đồng thời cô tham gia vào đêm nhạc Paris By Night 73 của trung tâm Thúy Nga. Mặc dù ở nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn về Việt Nam để làm từ thiện và gặp gỡ anh chị em nghệ sĩ. Hồ Thiên Tâm là quỹ từ thiện của Hồ Lệ Thu hỗ trợ các em nghèo và khuyết tật có cuộc sống tốt hơn. Về đời tư, Hồ Lệ Thu có ba đời chồng. Cuộc hôn nhân đầu tiên của nữ ca sĩ đổ vỡ khi cô còn ở Việt Nam. Qua nhiều mâu thuẫn với chồng cũ, cô quyết định ly hôn sau khi có một bé gái. Cuộc hôn nhân thứ hai, cô kết hôn với một người đàn ông Tây và cô sang Pháp sống cùng với anh. Những tưởng chồng thứ hai sẽ chiều chuộng, lo lắng cho cô, nhưng không. Anh ta suốt ngày nhốt nữ ca sĩ trong nhà và hàng ngày chỉ phát đủ tiền để đi chợ. Thêm vào đó, Hồ Lệ Thu rất muốn có con lai, nhưng anh lại không muốn dính líu đến chuyện con cái. Không thể chịu đựng được nên Hồ Lệ Thu đã quyết định chia tay sau 5 năm bên nhau. Cuộc hôn nhân thứ ba của Hồ Lệ Thu kết thúc khá chóng vánh. Sau khi đám cưới, danh ca hải ngoại phát hiện chồng có người khác ở Hà Nội. Sau đó, cô quyết định đơn phương ly hôn. Con gái Hồ Lệ Thu là Phi Anh. Cô con gái là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên. Hiện tại, Phi Anh đã ngoài 20, cô nàng tốt nghiệp ngành marketing. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.
Thank you.